Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, các chị em lại lựa chọn những bộ trang phục đẹp nhất để xuống phố đi chúc Tết, thăm họ hàng hay gặp bạn bè. Bên cạnh những bộ cánh điệu đà thì không ít người chọn cho mình chiếc áo dài truyền thống. Kín đáo, duyên dáng mà gợi cảm. Từ lâu, áo dài luôn được xem là một trong những trang phục đẹp nhất, tôn lên vẻ đẹp truyền thống mà không kém phần hiện đại của người phụ nữ Việt Nam. Và với loại trang phục này, các nhà thiết kế dường như chưa khi nào vơi cạn nguồn cảm hứng sáng tạo. Trong những năm gần đây thì xu hướng áo dài trong những dịp như ngày lễ, ngày Tết, đầu xuân thì chị em lựa chọn rất nhiều. Thì riêng bản thân mình là một nhà thiết kế thì mình chọn cho chị em những chiếc áo dài mặc vào dịp Tết, du xuân đầu năm để gặp gỡ bạn bè, anh em, người thân và gia đình hoặc là đi lễ chùa đầu năm. Thì mình có những ý tưởng đấy là những màu sắc thì mang những màu sắc màu đỏ, màu vàng hoặc là màu xanh ra trời. Nó rất là dễ chịu và nó mát mẻ, mang cái sự may mắn đến đầu năm cho tất cả mọi người. Mà còn họa tiết thì mình chọn cái họa tiết như là hoa mai, hoa cúc, hoa đào và hoa hồng. Đó là những cái bông hoa đầu năm như là thêu tay và đính kết cườm, kết pha lê lên những chiếc áo dài đó cho chị em. Hòa chung với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước thời kỳ mở cửa, hội nhập, những năm gần đây, áo dài đã được thời trang hóa với nhiều nét độc đáo, sang trọng, tinh tế, từ chất liệu cho đến kiểu dáng. Các chất liệu luôn được phái đẹp ưa chuộng là lụa tơ tằm, vải lanh, vải tách tà, đính kèm theo đá, các viên ngọc trai hoặc điểm xuyết những bông hoa rất duyên dáng và sang trọng. Trong dịp xuân của năm nay thì mình muốn tư vấn cho tất cả những cái bạn trẻ về cách lựa chọn áo dài mặc vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, đi lễ hội, đi du xuân đầu năm. Những bạn trẻ, những có thân hình mảnh mai, cao thì mình sẽ chọn các bạn ấy những cái màu áo như là màu đỏ và thêu hoa cúc. Đây là những cái hình ảnh theo hoa cúc, họa tiết lệch thì nó trẻ trung và mình đính những cái viên đá Lusky rất là sáng để và đây là những cái viên đá Lusky trên thân áo này và đây là những viên đá Lusky ở trên cổ này. Những cái viên đá này làm cho cái áo nó nổi bật và nó trẻ trung cho các bạn trẻ trong mặc Tết năm nay. Và một số khách hàng thì có cái bóc dáng thì bụ bẫm hơn một chút thì cũng không được cao lắm thì và có những nước da cũng không được sáng thì mình sẽ chọn cho các cô các chị những họa tiết giống như là về chất liệu nhung thì cái tuyết nhung nó rất là sáng, sau đó thì cái chất liệu co giãn 4 chiều rất là dễ mặc và cái người họ mặc đi du xuân ấy, họ khách hàng họ cử động nhiều ấy thì cái độ cử động họ rất là dễ chịu. Đó và sau đây là và đây là cũng là những cái họa tiết đính những cái viên đá Lusky rất là sáng trong khắp cái thân áo từ thân ngực, phần eo và phần dưới tà và đây là những cái viên đá Lusky được là trên thân cổ rất là đẹp, rất là sáng và đây là những cái thân áo thân sau cũng thế. Đó, đây. Đây là chất liệu nhung màu đỏ mà màu này là màu đỏ trầm. Nó rất là sang và nó rất phù hợp cho các cô các chị mặc trong dịp Tết năm nay. Ngắm nhìn những chiếc áo dài mang họa tiết đặc trưng của mùa xuân được nhà thiết kế đan xen khéo léo, ta như cảm nhận được hơi thở của mùa xuân đầy sức sống đang tràn về. Những cánh hoa đào tươi thắm được thêu tay tỉ mỉ trên thân áo mềm mại càng làm tôn lên vẻ đẹp thướt tha, uyển chuyển của các chị em. Họa tiết độc đáo chạy dài trên thân áo được điểm xuyết những viên đá Lucky lấp lánh kỳ công. Là điểm nhấn để các chị em diện đi lễ chùa du xuân dịu dàng nữ tính với chiếc áo dài cách tân. Các chị em có thể dễ dàng di chuyển đi lại trong những ngày đầu xuân năm mới. Một chút bồng bềnh điểm nhấn ở phần tay sẽ làm cho các chị em thêm phần nữ tính, che đi khuyết điểm của bắp tay hay là vai. Nếu sắc hồng
mang đến sự nhẹ nhàng tinh tế, thì sắc đỏ tươi tắn cùng với những bông hoa điệu đà được thêu gắn trên thân áo cũng là lựa chọn của nhà thiết kế trong bộ sưu tập sắc xuân, với mong muốn chị em sẽ gặp nhiều may mắn, hân hoan trong dịp Tết. Với những nhà thiết kế như chúng tôi, mỗi khi Tết đến xuân về thường khơi dậy rất nhiều cảm hứng để cho chúng tôi tạo nên những bộ áo dài cho các chị em diện vào dịp Tết. Với bộ sưu tập sắc xuân, tôi đã lựa chọn những họa tiết trẻ trung, tươi tắn, phù hợp để các chị em khi mặc lên những bộ áo dài này cảm thấy tràn ngập sắc xuân, nổi bật trong không khí Tết và may mắn trong năm mới. Chúc các chị em cũng như quý vị khán giả của chương trình Cẩm Nang Gia Đình 4.0 một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Tọa lạc tại số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, nhà sách Việt Lý có kiến trúc đẹp quy mô 8 tầng đối diện với quảng trường Lam Sơn. Tầng 1, 2, 3 là trung tâm bán buôn bán lẻ sách giáo khoa, sách tham khảo, sách đời sống, đồ dùng học sinh, văn phòng phẩm lớn nhất thành phố Thanh Hóa. Tầng 4, 5, 6 là khu vui chơi trong nhà hoành tráng với nhiều trò chơi hấp dẫn bổ ích dành cho hàng ngàn trẻ em yêu thích đến vui chơi hàng ngày. Nhà sách Việt Lý số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Nhà sách Việt Lý vì lợi ích trăm năm.